gốc thì người ta bảo chặt cái này nó chặt mất người ta lấy được không? Chết luôn. Cái này nó hết xoay, con mắc con bắt ở trong nó hết xoay rồi. Ấy giờ xe kia bao nhiêu thôi. Con. Đối diện. Đi quay mà. Để em quay mũi. Bỏ lên trên kia rồi, coi bỏ cái này này cũng đổ cho cục này. Nhưng mà sao ấy đi tập phòng như thế hả? Đi tập như thế này ấy thì đó, đứt đây cắt không được à? Ý là lấy cái này anh để cái này lên đây đi, anh xách con gà lên nằm đây. Không mày đi lấy cái này lên, lấy cái này dưới, lấy cái này, lấy cái này đê bên kia. Đây có vẻ hợp lý ấy nhỉ. Bỏ xuống anh đi đứng ngồi đấy nữa trẻ. Có cái nóng à? Là nghe biết mà mi cà mi cà như thế. Hả? Sao anh cứ gọi cho em kể cả một giờ đêm làm gì vậy trời? Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình ở Đắk Lắk, ngày cuối tuần mình đi chơi nhá, đi ra ngoại. Rủ được mấy chị em đi cùng. Chào gái gọi. Hello, xin chào. Đang lúng con ma dẻ nó. Chính xác. Chào anh nhá. Hello, xin chào mọi người nha. Dạ, giỏi. Ok. Giờ trông chờ vào con mồi. Một ngày cuối tuần mà đi chơi mà giờ này còn chưa được ăn nữa. Bỏ bia vào cái lon kia mày, bỏ đá vào lon kia, rót ra cốc bia làm cái cho mát ra nào. Được đấy. Làm cái cho mát trước rồi. Chưa gà vừa chín không ra làm thêm 10 lon nữa là ok đó. Hả? Đây, hôm nay một ngày cuối tuần của mình chỉ có vậy thôi nha. Nhiều lắm. Đấy, làm lon bia để ngồi cạnh bếp có vẻ là cũng hợp lý đấy. Kiểu như quay heo đám cưới cái đấy, đúng rồi. Heo phải có thùng bia ở cạnh thế à? Chính xác. Ừ, đúng rồi, phải thế chứ nhỉ.
Đây, hello mọi người. Gà bắt đầu thấy cái da hơi vàng vàng đó. Ủa mà cái đen thoại của ta đâu vậy ta? Khi nào là gà chín xong là thôi chắc kiểu này mình muốn ăn chắc mình cũng phải lăn vô bếp thôi nhỉ. Dạ, nó mới ngon, cẩn thận. Đen thái hả? Biết đâu. Ăn cái nào. Vậy đi nhỉ. Muốn ăn lăn vô bếp thôi. Chỗ này á. Thầy ta lại nằm với đá nữa thế mới hay. Cái điện thoại của ta lúc này để đâu ta? Đâu, để em lấy đâu. Tao thử coi nào. Thử xíu xem. Cái này có chín được không? Sao lại không chín được ạ? Thế ra vàng à? Cái than lắm. Cái tay kia đâu có thấy người đâu, thấy cái mông không ạ? Cái gà bên này đi là cái bên này là mình phụ mà mình sẽ tẩy cơm hâu thế mình. Này... thử lái đi mà tôi mày nó còn nọc của trắng xưa lắm không có cái gì mà bôi ngoài luôn hả em cầm cái máy nó chạy mỡ ra cái này chị hỏi em cầm cho nó anh thì về đây thôi. Thế nãy mà làm gì mà lăn vào làm gì? Trời ơi. Nếu sao cái chín ra khỏi lò là ok. Thế vậy nó mới vui. Mới hay. Trời cũng nóng thế đấy chứ. Mày đứng nóng còn thấy gì nữa mày. Luôn cả cái sắt nướng của nó luôn về xỏ vào phát bếp cháy lên phát quay như đúng rồi ấy. Mấy ơi, có thể cho tao một cái khăn nữa. Đó là cái mắt rồi. Đó hả? Đó. Ừ. Đây, xoay, xoay, xoay. Quay nhá. Trời ơi. Cô đừng đá cái lon bia là sao ấy. Đâu, bố cũng uống một hớp để cho nó gọi là vừa nắng vừa vừa mát xong rồi vừa mê và tê ngồi kìa. Ngồi người ta bảo con này đi đâu ôm nhau này bây giờ về đồ bẩn thứ này ai nghe được. Ôi rồi có sao đâu, làm gì làm ở đây có cây có đất có trời bằng trứng lo gì. Đây ở dưới mặt đây là công ty nha mọi người, đây ở trong này cũng là khu công nghiệp, hồi trước là khu du lịch vườn dừa, bữa nay thì khu công nghiệp Đức Hòa. Bỏ dừa bỏ ra bỏ ấy rồi bỏ trắng rồi nên là hôm nay nó đóng cổng không có vào trong được. Đây là vừa trước công vụ ở trong này, đi vào trong này á nó có cái máy cây dừa ở gần nước, có cái mương nước luôn nhưng mà bữa nay không có. Ui giời chai nghèo. Ok đéo có bảo mày cầm cái nick đi, thích là đi thuê. Không phải, ý là hôm nay ở nhà phòng có kêu nó lấy đi mà nó không lấy đây. Nó mày bảo tao cùng cái kia xuống đây á. Ở đâu em sai chưa? Nó muốn ngồi sau lưng anh, nó muốn ôm lưng anh thôi, nó không muốn ôm cái karaoke đi cùng, thế mới khó. Đang ở chỗ nào ấy? Đây này. Cái kia nó ôm. Hello, đang ở đâu đấy? Ra đây chơi với bạn em đi. Qua là vừa luôn ngay chỗ cái gì Đức Hòa ấy. Ai vậy? Chợ Phú Hòa, à, chợ Phú Hòa chứ. Tới đấy, đi, tới mới có.